Đây là những cái bông bầu mà nó chưa có nở nè mấy bạn. Nó là những cái bông cái thì nó chưa có nở. Bông cái thì mình nhìn là mình biết liền, tại vì ở dưới nó có một cái đài hình thù một cái trái bầu nhỏ. Cái này nở rồi nè. Còn có mấy trái bầu vàng là tại vì mình không có thụ phấn cho nên nó hư luôn. Mình phải thụ phấn cho nó. Bầu thì mình trồng nó dễ ra trái lắm. Mình chỉ canh nó nở ra, mình mà giúp nó, mình thụ phấn nhân tạo cho nó thì nó thành trái thôi à. Một cái cây nhỏ như vậy mà nó ra cả chục trái. Bầu trong nhà trồng mình ăn nó tươi mà nó nhiều nước, nó ngọt lắm, nó thơm. Còn bầu mình mua ngoài chợ thường thường là người ta đã hái từ lâu rồi cho nên là nó mất cái chất ngọt đi, nó mất cái chất tươi, nó không có còn, nó không có giống như là bầu mình trồng trong vườn mình hái vô mình ăn liền. Còn đây là bên mặt này là mấy cây khổ qua Ấn Độ nè mấy bạn, nó lùng lùng mà nó tròn tròn vậy đó, nó gai nó nhọn ha. Khổ qua này là một loại khổ qua, nó gọi là khổ qua Ấn Độ, chắc là cái giống nó từ bên Ấn Độ. Tại vì trồng trọt được có 3 tháng thôi cho nên là nhiều khi cây bầu nó leo tới vàng mà nó chưa có đủ lan tỏa ra hết cái vàng thì là trời đã lạnh rồi. Còn đây là cây bầu ở một cái góc sân khác của nhà mình. Mình thường xuyên là mình phải tự thụ phấn cho tụi nó. Chứ nhiều khi ong bướm nó cũng không có ghé qua để mà nó thụ phấn cho mình nữa. Mình thụ phấn cây trái bông nào, cái bông nào là nó sẽ đậu trái cái bông đó. Còn đây là cây bầu hồ lô nè.